Hằng ơi, bạn ơi, vừa đi về xong. Đi đâu? Đi lên đỉnh núi. Ừ, lên đó hả? Ừ, đi đi. Lên lên. Thôi đi ba. Hằng ơi, lên đi Hằng ơi. Chợ địa danh Lũng Pìn, cũng gọi là chợ Lũng Pìn. Đây là phiên chợ họp của các dân tộc thiểu số vùng Mèo Vạc nơi đây. Ở đây nó giáp danh hai xã Lũng Pìn và Lũng Trinh. Kìa, xe nó đang áp vào kìa. Đấy, về phiên chợ chính là nó bảo là mình đi phiên chợ này này để trải nghiệm cái người kia. Đông cái tưởng nó dưới kia đi đây. Thấy tin nhắn đấy, trên chợ đông vui không? Đúng rồi, cái bản sắc này rất hay đấy bà ơi. Tôi phải chụp kiểu ảnh mới đủ bản sắc trong máy cho tôi được. Đấy, tôi ở với tôi. Chúng tôi đi đâu phải là có phóng sự. À, quần áo của người ta nhé, là người ta cũng phải tự dệt nhé. Giống như con gái chuẩn bị lấy chồng là phải tự dệt cho mình một đôi chăn, một đôi gối. Ờ, còn quần áo trên người ta mặc kia là thổ cẩm á, là văn hoa đấy, là người ta tự làm tự may đấy. Một số cái là đó, giống như cái văn hoa cái chị kia mặc đó, xanh xanh đỏ đỏ tím vàng đấy, là họ tự dệt tự thêu, lúc nào cũng phải biết thêu. Cái xe trên bản này chẳng bao giờ phiên chợ vùng cao đấy mọi người ơi. Đó,
sặc sỡ hơn thanh nhắn thanh nhắn. Chào xem này, đầu xem ngồi lại. Tôi còn được xem người ta dệt quần áo các thứ luôn. Ờ, cái chợ ở đây thật là náo nhiệt đấy. Suối này, suối Tây, suối lá nó cũng giống suối kia thôi, to. Tao lại chụp cái cảnh này, chúng mày